Xin chào, Redmi K50 Gaming vừa mới được giảm giá xuống dưới 11 triệu, cụ thể sẽ là 10 triệu 950 nghìn. Khi này thì mức giá của nó sẽ chỉ hơn chiếc K50 Pro một chút mà thôi. Vậy thì không biết là nên chọn chiếc máy nào? Đây cũng chính là thắc mắc của bạn Khoa Khiêm Nguyễn. Ngang giá thì K50 Gaming hay là K50 Pro ngon hơn nhỉ? Rồi, có một điểm mà các bạn cần phải biết đó là mặc dù con chip Snapdragon 8 Gen 1 trên Redmi K50 Gaming sẽ được đánh giá cao hơn con chip Dimensity 9000 của K50 Pro cộng với cả mang tiếng là một chiếc gaming phone, nhưng mà có thể là vì việc tản nhiệt cho con chip Snap 8 Gen 1 quá khó. Chính vì vậy trên chiếc K50 Gaming thì Xiaomi sẽ hơi bóp hiệu năng lại một chút. Kết quả là khi chiến game thì mình thấy là chiếc K50 Pro thậm chí là ngang với cả chiếc K50 Gaming luôn. Cụ thể là khi mình chơi một tựa game cực kỳ nặng Genshin Impact chơi mức đồ họa là trung bình cộng với cả 60fps thì sau khoảng 10 phút chiếc Redmi K50 Pro sẽ đạt được là khoảng 56 khung hình trên giây, còn với chiếc K50 Gaming thì sẽ chỉ là khoảng 54 thôi. Nhưng mà chiếc K50 Gaming thì sẽ được cái là biểu đồ theo mình thấy là ổn định hơn nha các bạn. Nó không bị gập ghềnh quá nhiều như chiếc K50 Pro. Nhiệt độ của hai máy khi mà chơi game nặng thì cũng xem nhau thôi, đều khoảng là hơn 40 độ C ở mức chấp nhận được. Đấy là khi các bạn chơi game nặng nha, chứ còn mấy tựa game nhẹ hoặc là tầm trung ấy thì hai máy sẽ càng giống nhau hơn, tại vì cả hai đều quá mạnh. Chiếc K50 Gaming thì sẽ hơn ở một điểm đó là em nó sẽ có hai phím trigger các bạn dùng để chơi game bắn súng ấy. Quá phê luôn, chắc chắn là sẽ sướng và nhiều lợi thế hơn so với cả việc các bạn chơi bằng 4 ngón. Loa ngoài của K50 Gaming cũng sẽ nhỉnh hơn, em nó sẽ có tới 4 loa nha các bạn, trong đó sẽ là 2 loa chính này, cộng với cả 2 cái loa tăng cường giải âm thanh cao. Chất âm sẽ nhỉnh hơn so với cả K50 Pro. Nhưng mà chiếc K50 Pro thì sẽ hơn về khoản màn hình nha, độ phân giải lên tới là 2K, còn chiếc K50 Gaming sẽ chỉ là Full HD cộng mà thôi. Tần số quét và tần số cảm ứng của hai máy thì đều sẽ như nhau, 120Hz và 480Hz. Nhưng mà về chất lượng hiển thị ấy, thì mình đánh giá cao chiếc K50 Pro hơn. Cái lớp hiển thị của nó sẽ sát phần kính phía trên hơn, giúp cho hình ảnh trở nên nổi bật. Khi các bạn nghiêng máy thì góc nhìn của chiếc K50 Pro cũng sẽ tốt hơn, ít bị biến đổi màu sắc hơn so với cả chiếc K50 Gaming. Rồi độ chuẩn màu thì K50 Pro cũng sẽ nhỉnh hơn. Màn hình của K50 Gaming thì giống hệt so với cả K40 Gaming. Giải trí thì ok, chứ còn bị sai màu khá nhiều. Các bạn dùng để làm việc ấy, cần phải cân nhắc. Về khoản quay phim chụp ảnh thì chiếc K50 Pro cũng sẽ nhỉnh hơn hẳn luôn. Được trang bị cam chính lên tới là 108 chấm siêu nét, có chống rung quang học OIS, trong khi chiếc K50 Gaming thì đây sẽ là một chiếc gaming phone. Chất lượng ảnh chụp ra chỉ mức đủ dùng cơ bản mà thôi, không thể nào mà bằng chiếc K50 Pro được. Pin của K50 Pro cũng sẽ hơn nha, 5000, còn K50 Gaming sẽ chỉ là 4700 mà thôi. Sạc nhanh hai máy thì như nhau, đều sẽ là 120W. Rồi, nhưng mà các bạn cần phải lưu ý một điểm như sau về khoản phần mềm ấy. Với chiếc Redmi K50 Gaming, các bạn sẽ có những cái phiên bản ROM đến từ EU nha, một phiên bản ROM mà rất nhiều bạn yêu thích luôn. Còn với chiếc K50 Pro thì Xiaomi EU khẳng định là không chơi cùng MediaTek luôn. Khi này thì các bạn sẽ chỉ có những cái phiên bản ROM Việt hóa này, hoặc là cùng lắm là ROM quốc tế mà thôi. Rồi theo mình thấy ngoại hình của chiếc K50 Gaming cũng sẽ ok hơn. Các bạn sẽ có những cái điểm khác biệt so với cả số đông, như là cái phần đèn flash hình tia sét này, rồi camera sẽ có hai giải LED RGB hai bên, cực kỳ ngầu luôn. Cảm giác cầm nắm của chiếc K50 Gaming cũng sẽ cao cấp hơn, còn chiếc K50 Pro thì cảm giác hơi rỗng với cả chất liệu theo mình thấy là không ok lắm. Rồi, chốt lại, nếu bạn cần hai cái phím trigger để mà chơi game bắn súng sướng hơn, cảm giác cầm nắm ok hơn thì chọn chiếc K50 Gaming. Những thứ còn lại thì theo mình thấy là chiếc K50 Pro sẽ nhỉnh hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ hai, khá dài, của một bạn có tên là David Lee. Cho em hỏi, hiện tại em đang phân vân giữa chiếc GT Neo 2 và Realme GT. Hai máy hiện đang có giá khá ngang nhau. Yêu cầu của em là chơi Genshin Impact trung bình 60fps và xài ổn định lâu dài khoảng 2-3 năm. Em lấy con nào ạ? Em biết là GT có chip Snapdragon 888 nhưng mà sẽ nóng hơn. Em cũng không có dự định mua quà tản nhiệt vì kinh phí không cho phép. Ok. Bạn này hỏi mình thì cũng được mấy ngày rồi. Và ngày hôm qua thì chiếc Neo 2 mới được giảm giá các bạn nhá, xuống chỉ còn là 7.050.000 mà thôi cho phiên bản RAM 8GB. Và khi này thì chiếc Neo 2 sẽ rẻ hơn so với cả chiếc GT 5G khoảng 400K. Và tuy là chiếc Neo 2 chỉ sử dụng con chip Snapdragon 870, về bản chất ấy nó sẽ yếu hơn so với cả Snapdragon 888 của chiếc GT 5G. Tuy nhiên chiếc GT 5G thì sẽ là một chiếc máy theo thiên hướng là nhỏ gọn, mỏng nhẹ. Vậy nên khả năng tản nhiệt không thể nào mà bằng chiếc GT Neo 2 được. Cộng với cả con chip Snapdragon 888 thì cũng rất là nóng. Mặc dù đã được cải thiện rất nhiều so với cả khi mới ra mắt rồi, nhưng mà hiện tại mình thấy là chiếc Neo 2 chơi game vẫn sẽ nhỉnh hơn. Có một lần mình test thực tế, với chiếc GT Neo 2 mình chơi Genshin Impact ở đồ họa là Max Setting luôn, thì trung bình sẽ đạt được là khoảng 53 khung hình trên giây. Còn với chiếc GT 5G thì mình sẽ chỉ chơi ở mức đồ họa là trung bình thôi, thì cũng sẽ chỉ được khoảng là 50 khung hình trên giây.
Trừ khi bạn phải gắn quạt tản nhiệt cơ, thì khi này chiếc GT 5G mới mạnh hơn. Nhưng mà bạn nói thẳng là bạn không mua thì ok, Neo 2 sẽ ok hơn nha. Rồi ở đây thì bạn cũng nói là bạn dùng lâu dài từ 2 cho tới 3 năm thì với con chip Snapdragon 870, thao tác hàng ngày của bạn ấy nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Còn con chip Snapdragon 888 thì thi thoảng máy nó sẽ nóng lên một cách vô lý, cảm giác khá khó chịu. Các trang bị khác của chiếc GT Neo 2 theo mình thấy là cũng ok hơn so với cả chiếc GT 5G. Thứ nhất là cái màn hình to hơn này, tấm nền E4 AMOLED xịn sò hơn, giải trí tuyệt vời hơn. Pin của Neo 2 cũng sẽ là 5000, còn GT 5G sẽ chỉ là 4500 mà thôi. Còn về camera thì tuy đều sẽ là 64 chấm nhưng mà với trải nghiệm của mình thì mình thấy chiếc Neo 2 chụp ra đẹp hơn các bạn nhá. Kiểu nó thu sáng tốt hơn hay sao ấy. Màu sắc tươi tắn, nhìn rất là ưng mắt. Chiếc GT 5G thì cũng rất là ok rồi nhưng mà sẽ kém hơn Neo 2 một chút. Ok, chốt lại nhu cầu của bạn thì với quan điểm của mình khuyên bạn nên mua chiếc GT Neo 2. Chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ 3 của bạn Madara Uchiha. Úi rồi, cho hỏi là trong tầm giá 10 triệu có máy nào ngon hơn Black Shark 5 không? Nhu cầu chơi Genshin cực thấp 3 cho tới 4 năm. Với chiếc Shark 5 sở hữu con chip Snapdragon 870 thì mình không biết là có thể chơi Genshin từ 3 cho tới 4 năm được hay không nha. Theo mình dự đoán ấy thì để mà an toàn thì chắc là sẽ chỉ được khoảng là 1 năm rưỡi cho tới 2 năm rưỡi mà thôi. Genshin Impact là một tựa game cực kỳ nặng và để mà chơi tốt được tựa game này thì bạn sẽ cần một cái cấu hình thực sự mạnh mẽ. Tầm giá 10 triệu đổ xuống ấy, Shark 5 rất là ok nhưng mà vẫn có những cái máy mà mạnh hơn một chút nha. Ví dụ như chiếc GT Neo 3 giá chỉ khoảng 8 triệu thôi. Em mày đang sở hữu con chip Dimensity 8100 được đánh giá là ngang với cả Snapdragon 888 cộng luôn, chứ đừng nói là Snapdragon 870. Realme thì tối ưu hiệu năng cho chiếc Neo 3 cũng rất là tốt. Vậy nên mặc dù là một chiếc gaming phone tản nhiệt rất tốt nhưng mà Shark 5 vẫn chưa chắc ăn được chiếc Neo 3 nha. Vậy nên là nhu cầu của bạn chơi game Genshin từ 3 cho tới 4 năm ấy thì nên mua chiếc Neo 3 sẽ ok hơn. Đó là chưa kể tới khi mà các bạn cần ấy có thể là gắn thêm quạt cho chiếc Neo 3. Khi này thì chiếc Neo 3 chắc chắn là sẽ mạnh hơn hẳn so với cả chiếc Shark 5. Em Black Shark 5 thì chỉ hơn khoản đó là sẽ có hai phím trigger vật lý bấm rất là sướng. Nhưng mà bạn nói thẳng là bạn chỉ chơi Genshin thì ok, bỏ qua cái khoản trigger nha. Một điểm nữa là mình thấy màn hình của chiếc Neo 3 cũng sẽ đẹp hơn so với cả Shark 5. Shark 5 thì sẽ là tấm nền E4 AMOLED của Samsung giống với cả chiếc GT Neo 2. Còn Neo 3 thì sẽ nhỉnh hơn một chút. Cái lớp hiển thị của chiếc Neo 3 ấy rất là sát cái phần kính phía trên luôn, cảm giác hình ảnh cực kỳ nổi bật. Rồi cái phần cằm của chiếc Neo 3 cũng sẽ mỏng hơn so với cả chiếc Shark 5. Trải nghiệm hiển thị của bạn sẽ sướng hơn khi mà chơi game trên chiếc Neo 3. À, nhưng mà tất nhiên là loa ngoài của chiếc Shark 5 thì sẽ nhỉnh hơn hẳn so với cả Neo 3 rồi. Có chăng thì chiếc Shark 5 ấy sẽ chỉ thua chiếc Xiaomi Mi MS mà thôi. Ok, chốt lại trong tầm giá 10 triệu thì chiếc Shark 5 rất là ngon rồi. Dùng để chơi game thì đúng là chuẩn bài. Tuy nhiên, nhu cầu của bạn là chơi Genshin lâu dài từ 3 tới 4 năm thì có thể cân nhắc sang chiếc Neo 3 nha. Nó sẽ mạnh hơn này, cộng với cả trải nghiệm hiển thị tuyệt vời hơn. Rồi, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like và share video giúp mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn hãy comment phía bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Giờ thì xin chào, bye bye.